kéo lên, kéo khoác ngoài. Mai nghỉ nhở? Mai đi ăn cưới là nghỉ rồi. Cho đệ nó chạy. Sáng nay được chụp phát không? Chắc không. Mấy lên lại ít khách. Chưa có ít à? Chưa có ít. Tôi có ít. Thế thì bao giờ mới hết bao con gà? Đây là một con rồi, chưa hết này. Thế